Hôm nay thì mình lại dẫn vợ mình đi ăn các bạn ạ. Ở Lai Châu ấy thì có một quán gọi là mới mở ở ngay khu trung thương mại. Ở đây thì chuyên về gọi là miến lươn cũng như là lẩu cháo các bạn ạ. Thì hôm nay mới có dịp gọi là dẫn mọi người ra để review các bạn nhá. Thì tối nay mình sẽ ăn lẩu cháo. Ở đây thì người ta có phục vụ cả cơm lẩu luôn các bạn ạ. Quán có tên là Sumo Quán các bạn nhá. Ở ngay khu trung tâm thương mại thành phố Lai Châu này, gần ngay quán H Luxury Karaoke. Thì hôm nay mình sẽ vào quay cho các bạn xem là ở đây có gì đặc biệt. Thì bây giờ chúng ta di chuyển thôi. Nhà mình là có những cái gì đấy chị nhỉ? Nhà chị có là đồ nướng này, lẩu cháo này, đồ nướng lẩu cháo rồi miến ngan, miến lươn. À thế ạ? À? À, đây thấy lươn. Có lươn này các bạn này. Đây. Đây là cả miến ngan nữa. Miến ngan, miến lươn. Cháo đồ lươn, súp lươn hả? Gà. Em tối nay em thấy giới thiệu là đây có lẩu cháo thì em ra em ăn thử. Em cứ ăn thử quán cho chị đi. Dạ. Chị tên là gì chị? Chị tên là Hồng. Chị Hồng. Đây các bạn. Đây là lươn chị nhỉ? Đây là lươn ạ. À. Đây là lươn là súp lươn, cháo lươn và miến lươn. Đây là gà ngan ta. À. Ngon hơn. Thật dần đấy. Đây là chân gà rồi. Chân gà. Đấy, chân gà này. Tối nay em để ý quán hình như là full bàn đúng không chị? Hôm nay nhà chị thì hết bàn, có nghĩa là hôm nay khách đặt cũng bỏ đi mất 5 bàn. Ôi, không đủ bàn cho khách. Ở đây lồi cháo đúng không chị? Đúng rồi, đây là lồi cháo nhà chị. Sao lại màu vàng vàng đây nhỉ? Nhà chị nấu, nhà chị cho nhiều thứ ở trong này, kiểu đỗ này, rồi là bí này. À. Một nồi như này là bình quân của mình là bao tiền chị? Một nồi như này thì nói chung là chị thì cũng không biết là được là bao nhiêu tiền, chị cứ theo nồi. Dụ như là một nồi to này nhà chị được 5 cái lồi lẩu cháo này. Đấy. Thế là mình là có những cái gì đấy chị? Em đang tò mò đấy. Đồ gì ở khu vực chế biến trong nhà các bạn? Chế biến thì có là gà đen này, rồi là chim bồ câu này, rồi là tê gà này, rồi là tim cật. Nói chung là rất là nhiều món. Anh em ạ, à, quán này thì rất là đông luôn. Không đặt trước là không có bàn đâu các bạn ạ. Bây giờ phải tranh thủ. Mình may ra là có bàn. Là bàn phải ngồi ngoài chứ phải ngồi trong luôn. Bây giờ xuống dưới này xem mọi người chế biến các bạn nhá. Ở đây là con nướng cái gì ở đây chị? Đây là than để, à, than để cho khách ăn đường đúng không? Đây, à, đây. Đây chị. Đây các bạn. Đây là à, có thể là lẩu cháo thập cẩm. Đây là lẩu cháo thập cẩm ạ? À? Ừ, lẩu cháo thập cẩm. À, em thấy có tê gà rồi là sụn là đây à, gà đen hay là đây, chim chị? Đây là chim. Đây gà đen nhà chị thì ở đây. À. Đông dân nhờ. Có anh em. Đây. Chim này là chim chim gì ấy chị? À chim câu á. Nhìn thế này hấp dẫn thế. Đây lẩu gà đen nhà chị đây. À đây á. Gà đen. Gà đen này là mình nhập từ bà con chứ không? Nhập tại đây luôn là vừa mổ xong. À. Đây. Đây bao tiền cân chị nhỉ? À 160 một cân. 160 một cân. Đó. Gà đen các bạn ạ. Nhìn cái món này lại nhớ đến ông Hải Đức, Hải Sa Ba TV. À, ở ngoài kia thì mình làm lẩu cháo. Đúng rồi, trong này là lẩu nước. À. Đây lẩu cháo gồm có thấp cẩm là gồm có những món này. Đây có trứng này, kê này. Rồi là sụn đó đúng không chị? Đấy, sụn. Hấp dẫn nhỉ? Thơm nhỉ? Cái này em nhìn thấy như có cả quế hồi thảo quả đúng không chị? Thảo quả hồi. Đây là một người ăn lẩu nước bạn ạ. Mình tối nay ăn lẩu cháo. Đây bên này thì thịt nướng này. Đây là thịt nướng. À đây anh phải cân đây đúng không? Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake.
đây là Nan. Nan 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 ở tận Thái Nguyên chị. À, à, đây là lấy Nan quê vợ em. Nhà mình là trong này là có tất cả bao nhiêu bàn chị nhỉ? Trong này chị đang là 15 bàn. 15 bàn. Đây các bạn, đây chị Dinh mà chủ nhá. Chị nông dân gốc. Có 15 bàn tất cả. 15 bàn em thấy quán chị ngày nào cũng đông. Nhưng mà có hôm ăn được hết lượt 1, ăn xong lượt 2, có hôm ăn lượt 3 nữa. Có tối cũng lên đến 3, 7, 3, 8 bàn. Best seller của món quán mình là món gì? Tối thì có đặc sản là nướng và lẩu cháo, miến hươn, cháo hươn, súp hươn. Và buổi sáng thì có đồ ăn sáng, ban đêm thì cũng có tất cả các đồ ăn đêm bán đến 3 giờ sáng. Ví dụ em thấy chị đăng lên như là có cả bán cả cơm văn phòng đúng không? Ừ, cơm văn phòng, cơm bình dân đấy. Cơm rang, đặc sản cơm rang Quảng Châu. Cơm rang Quảng Châu? Cơm Quảng Châu ngon lắm. Ê, mai thử thôi. Mai có cơm rang Quảng Châu thì anh em ăn thì mời qua ủng hộ chị nhé. Dạ vâng. Các bạn ơi, địa chỉ quán thì ở ngay trung tâm thương mại các bạn nhé. Ngay gần quán Hát Bát Xui ấy. Để anh em ra ủng hộ gà đen của bạn ạ. Nhìn chắc thịt nhỉ. Gà đen rất tạng luôn. Con này khoảng mấy cân anh? Này khoảng 2 cân 2. 2 cân 2 á? Gà đen Lai Châu đây anh em nhá. Nhìn thịt chất lượng chưa? Thịt đen xương đen luôn. Của gà đen uy tín. Quá tuyệt vời. Cái này chắc là nhiều con gà, lực gà lắm chứ. Nhiều. Hai nồi quay bên này. Hai nồi cháo. Như nồi này là mình chia ra được bao nhiêu nồi con nhiêu chị? Khoảng tầm 15 nồi lẩu cháo. À 15 nồi. Đấy là 15 nồi lẩu cháo. Lại phải giới thiệu lại mọi người là quán ở đây ấy, thì đội ngũ nhân viên này chủ yếu là toàn các chị em các bạn ạ. Nên là đồ ăn ở đây cũng rất là ngon, như là bày trí là đẹp. Xong mình quay trong bếp các bạn xem rồi đấy. Hôm nay gọi là ra ăn thử món best seller gọi là lẩu cháo ở đây. Bắt đầu em cứ tưởng là lẩu cháo lòng thôi. Nhưng hóa ra là lẩu cháo ở đây đúng hấp dẫn thật. Cháo chim, cháo gà, các thứ. Đầu tiên đi ăn lẩu cháo nên là cũng phải có người giới thiệu để cho mọi người biết cụ thể các bạn nhé. Thì đây là một combo. Em là một combo dành cho hai người ăn. À. Thế là gồm những cái gì ấy, chị có thể giới thiệu lại cho người đó. Ví dụ đây là combo này hai người ăn thì có chim bồ câu này, có kê này, có sụn này, có trứng non và một nồi lẩu cháo. À, thế thì phải cho em một tí gà đen nữa. Dạ, vâng ạ. Chị cho em một tí gà đen nữa nhá. Vâng. Em sẽ gà gà đen. Em thích ăn gà đen. Đó. Đây các bạn. Ví dụ như một set lẩu cháo thập cẩm đấy ạ, thì giá là có thể từ 500, 700, em làm theo tùy theo khách đặt. Đó. Đây còn có cả quẩy nữa. Có cả quẩy để ăn kèm này. Quẩy. Với lại rau thơm, rau răm hành lá phi để ăn với lại cháo. Thì đấy các bạn. Như set của em này là khoảng tầm 500 à? Đến 700 đúng không? Dạ không, như set của anh hai người ăn là rơi vào tầm 400 nghìn. À, tầm 400. Vâng. Thế là cũng hợp lý thôi. Vâng. Và ở ngay vị trí là thuận lợi như này. Cũng ngon bổ rẻ, chất lượng. À, em vừa xong quay rồi thì cũng về chất lượng. Thì đấy các bạn này, một set này 400 nghìn các bạn nhá. Thì bây giờ xin mời các bạn thôi. Rồi. Cảm ơn, em cảm ơn chị nhá. Đây là có trứng này các bạn này. Ok đó. Này đi lại có hai vợ chồng đấy các bạn ạ. Đây là, thằng xách tay của tôi đây. Tôi đã chào mọi người chưa? Em khả năng em bỏ thịt chim vào. Ngon nhỉ?
tí nữa gọi thêm nó ít lá ngải nữa, ăn sống cả. Đây bạn này, vợ mình vừa bỏ vào xong rồi đồ này. Em mở to đi để cho nhanh sôi. Đây, đây là có trứng này. Đây là thịt chim thì vợ mình bỏ vào rồi. Ngoài ra là có cả quả kê là uy tín cho bạn này. Đó. Thì mời các bạn nhá. Đây có nửa nước chấm này. Xin mời các bạn nhá. Mình lại để cho vợ mình làm caramel các bạn ạ. Đó, làm quả kê đi. Rồi là cho tí hành này. Vợ mình thì không ăn được hành nên là mình phải để riêng các bạn ạ. Không là tí là lại cãi nhau đấy. Nhìn chất lượng quá. Cháo thơm lắm các bạn ơi. Cái màu vàng này là có đỗ các bạn ạ. Ngoài ra là cái nước luộc gà ấy, luộc gà luộc ngan ấy, nên là nó sẽ gọi là chất lượng. Đây quả kê này, anh em này. Mà ăn được chắc là bỏng mồm đấy. Cái thịt chim ở đây thì mình thấy là họ như là họ thui rồi các bạn ạ. Nóng quá. Vẫn chất lượng nhỉ, ăn này bổ lắm, chỉ sợ khổ vợ. Ui, nóng hơn các bạn ạ. Nóng quá. Nóng bỏng mồm luôn. Rất ngọt luôn. 400.000 với nồi lẩu cháo này thì mình đánh giá là vừa rẻ. Đấy bạn. Hai vợ chồng mình chắc không ăn hết được. Đấy. Thịt chim. Ui. Quả kê đúng chất lượng luôn, ngọt lịm luôn. Đây trứng này các bạn này. Cái này đấy để dành cho vợ mình ăn. Mình đó. Thịt chim câu. Nói chung là ăn cái đồ lẩu cháo này nóng quá ạ. Mà mấy hôm nay Lai Châu ấy nó lại se se lạnh nữa, trời mưa nữa. Thì ăn quá hợp luôn. Cái này chủ yếu là như chị nói là nhập những nguồn từ bà con là chính, nhưng ngan là chị lấy từ Than Uyên rồi, là cũng có nguồn rồi, là nguồn gốc đấy cũng đảm bảo đấy các bạn. Ngon. Em ăn thấy nào? Em thấy vừa khẩu miệng vừa ngon. Nói chung là ăn ok. 400.000 thì rẻ nhỉ? Quán này rất đông bạn, nên bạn ăn thì phải đặt trước các bạn ạ.
Ở đây có cả miến lươn các thứ, nhưng mà hôm nay mình ăn lẩu cháo rồi miến lươn thì để hôm sau mình ăn các bạn nhé. Quán cũng có ăn sáng á. Em làm quả, đang hỏi vợ làm quả kê đi. Anh em bỏ có mua một quả ấy. Đấy, ui dồi, đây rồi, đây. Đây. Ôi, cái nước chấm này được đấy, có tỏi nữa trong này. Kê đấy các bạn nhá. Ôi, tôi ăn nóng giỏi nha. Dạ. Ngọt đúng không? Ngọt quá. Cắn ngắn là cái nước ở trong nên nó ngọt lắm. Em bổ thêm đồ vào đây đi. Từ từ anh cắt đi. Đây các bạn. Để múc vào đây. Mình vớt cái mẻ một ra các bạn ạ. Sau đấy khả năng là anh ơi em đổ hết vào nhá. Đổ hết vào thôi. Ôi có cả rau ngải ngon. Ăn lá ngải ngon mà. Các bạn cái chim này nhìn. Đấy. Anh em bảo không ngon đi. Nhưng tôi thấy ngon mà. Thì các bạn đến đây để trải nghiệm thử xem nào nhé. Lẩu cháo này ngon là cháo vừa đặc này. Xong rồi vàng á, nhiều đỗ ấy. Ăn nó ngậy ngậy, nó bùi bùi. Đó, chén tiếp rồi các bạn. Xong rồi. Có con kê gà. Cái nước chấm này nó cứ quyện quyện vào ấy. Nó ngon các bạn ạ. Ôi nó nóng. Ôi cây gà nóng quá. Ăn cháo á các bạn. Có một hồi tốt rồi. Tạm. Đây. Mỗi lần chồng vẫn đi ăn nhà chắc kéo lên đấy. Thôi để có sữa con bú. Đây đô la nhà mình nha các bạn. Nói chung là lẩu cháo này ngon nhỉ. Ăn được. Quả cây gà uy tín. Mà đây. Em với chồng béo lắm. À. Thì đi thường xuyên béo làm sao đâu. Đây các bạn này. Đây. Mời các bạn nhá. Mình lại làm quả kê nữa các bạn ạ. Đó. Chân lượng. Hiện ra cái quả nước chấm này ngon. Đây các bạn này. Mời mọi người nhá. Ui. Nó ngọt. Đấy. Đây có cái đùi chim nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái thịt chim này các bạn ạ, ăn được cả xương luôn. Đấy, làm tí trứng này các bạn này. Chung là ngon. Có dịp thì anh em nên thử các bạn nhé. Ở đây có đồ nướng các thứ nữa thì mình sẽ review từ từ các bạn xem. Đô quẩy nó ngọt. Nếu có thêm rau ngải vào thì rất là thơm, bùi. Đấy anh em, hai vợ chồng ăn mãi chưa hết được cái nồi cháo này. Nó có 400.000, quá nhiều. Thì khả năng là mình cũng xin phép các bạn kết thúc video clip tại đây các bạn ạ. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn thử nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Còn bây giờ là phải cho vợ ăn rồi, là cho con đi xong rồi là đi về đúng không ạ? Mình đang ngồi ngoài các bạn nhá, không tí là trời mưa không đâu được vì Lai Châu đang mùa mưa mà. Thì bây giờ khả năng là xin phép là xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.